Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Chicken Gamer. Thì hôm nay mình chả biết làm gì hơn. Mình đang bị cạn kiệt ý tưởng rồi mọi người ơi. Bởi vậy, bây giờ các bạn thấy channel mình nó rã rời luôn. Sub thì tăng ít lại. Mình chả biết làm gì á. Nếu mà các bạn có thử thách gì đúng không? Thì các bạn hãy... Ok, hết World Cup rồi quẩy tiếp. Ủa mới tới mà quẩy tiếp. Ok, thì mình sẽ từ từ vuốt cái là ok, thì mình sẽ để cái link Facebook của mình ở dưới phần mô tả và phần comment. Ok, và các bạn hãy đặt thử thách cho mình 24 giờ đi mua sắm ở shopping. Thôi cái đó là chuyện con gái, bỏ qua đi. Ok, thì các bạn hãy để dưới phần bình luận cho mình để mình sẽ nhận ở đó và mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn nào có nhiều like nhất, và đừng có tầm bậy nha, như là ăn kem với sếp rồi coi như lúc đó mấy ông sẽ thấy tôi trong nhà lạnh kinh khủng luôn, lạnh kinh kinh. Tôi đang nói cái gì vậy? Ở đây cái micro của tôi. Yeah. Lạy chúa trên cao, turn down forward. Hôm nay con không muốn đi xa, đường bị mất cấp. Vậy mà lớn ngỡ thế nào ấy, lại rơi mất cạnh trái tim. Này em gì ơi cho anh xin lại, biết thì đừng lặng im. Từ lúc em đến, anh đã thấy có cái gì sai sai. Thân hình bé nhỏ mà sao lại có cơ một mặt trời trên vai. Điện thoại anh dùng á, ừ thì iPhone. Nhưng mà điều anh thích bây giờ lại là được iPhone. Nam cốt sơn hà, nam đế cư. Anh được chơi thế này mà em lờ đợi anh ế ư. Mắt tuy không to, già cũng không được trắng, nhưng anh cũng chân lùn, cũng cao được 1m74 mới sợ. 1+1 thì anh cũng biết bằng 2. Thích em là đúng thì anh chẳng bao giờ sai. Chuyện tương lai thì anh chưa có dám nói. Thôi thì đã anh thích em nốt từ hôm nay đến mai. Đứng cạnh năm tàu thì có em bất động. Đứng cạnh em sao anh nóng đến bốc hơi như nồi lẩu. Làm người yêu anh đi rồi anh đưa ra fan con ăn thịt bò. Ăn càng nhiều càng béo càng xinh, cho nên em đừng lo. Một chút thương nhớ ấy, thì chẳng ai gọi là yêu. Nhìn anh chẳng biết tại sao lại cử nhớ em từ sáng đến chiều. Nụ cười em đánh rơi, anh vội vàng nhặt lấy. Và kể từ ngày hôm ấy, anh trở thành gã tương tư. Nắng chiều đã tắt, sao liệu tán cây. Còn nụ cười em bao giờ mới tắt trong lòng anh đây. Em dựng lên những khoảng cách, vẽ ra bao dòng cảm. Nhưng xin lỗi em vì mọi điều khó khăn vớ vẩn anh không ngán. Chờ đổ vào sữa, hay sữa đổ vào trà có khác nếu không. Anh đổ em rồi em đổ em đi chứ đừng để anh trông mong. Tình yêu anh dài và to, đẹp như đường bà chịu. Nhưng xin em đừng làm phố Huế, đã song song cần người chiều. Yeah. Cái câu lúc nãy mà mình nói là mình lấy trong bài cô gái trà sữa và cái bonus của anh Oset. Ê, Oset nhé. Ok, thì các bạn có những cái ý tưởng 24 giờ thử thách gì hãy đặt dưới phần comment cho mình biết. Ok, thì như các bạn đã biết thì mình rất thích là chơi cờ bông. Mình rất là, người ta gọi là manly đó, hiểu không? Bởi vậy, nói manly dễ sợ hồi, bỏ qua. Nếu các bạn thích video, đừng quên bỏ lại cho channel mình một like và một subscribe. Và đừng quên chia sẻ và comment những cái ý tưởng hay nhất mà các bạn từng biết vào phần comment. Yes, chúc các bạn có một ngày vui vẻ và chúc cho những anh chị sinh năm 2000 thi tốt nghiệp được tốt, rồi điểm cao, rồi ở gì toán lý hóa sinh địa anh học tôi lướt. Ok. Hello mọi người và chào mừng mọi người. Mẹ nó quên lộn đề rồi. Bye bye.